Các trẻ ở đây thì nó có nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Có trẻ thì bị bỏ rơi ngay từ nhỏ, có trẻ thì do ba mẹ ly hôn với nhau rồi bỏ lại. Và một số nữa thì là ba mẹ là có tiền án tiền sự, nhưng mà địa phương làm hồ sơ tiếp tục để gửi vô đây. Con chỉ biết là hồi nhỏ ba con đưa vô đây rồi dụ con là đi vệ sinh rồi xong cái ba ra lấy xe dọc đi mất tiêu. Mẹ bị Covid á, ba nuôi không nổi, dạ do hoàn cảnh cũng nghèo. Bây giờ là anh cũng đi nơi khác để anh làm ăn rồi. Tâm gửi lời chào trân trọng, lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc sức khỏe đến tất cả các thành viên trong đoàn. Trung tâm là chăm sóc nuôi dưỡng các cụ neo đơn và các trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thì hiện nay trung tâm đang nuôi dưỡng 16 trẻ và 33 cụ ông và cụ bà. Hello, trời ơi trời dễ thương quá vậy. Có chút xíu quà tặng tụi con nha. Carry emotions, the weight of the ocean. You keep climbing mountains. Các trẻ ở đây thì nó có nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Có trẻ thì bị bỏ rơi ngay từ nhỏ, có trẻ thì do ba mẹ ly hôn với nhau rồi bỏ lại trẻ. Và một số nữa thì là ba mẹ là có tiền án tiền sự, nên là địa phương làm hồ sơ tiếp tục để gửi vô đây. Lát nữa ăn cháo nha, nấu cháo ngon lắm. Bắt tay à, bắt tay, bắt tay chứ còn bắt tay bà. See the light at the end of the tunnel, it's right there, now just look up and follow. Take one step at a time, babe, I'm with you all the way. Mẹ bị Covid á, ba nuôi không nổi, dạ do hoàn cảnh cũng nghèo. Bây giờ là anh cũng đi nơi khác để anh làm ăn rồi. Nhà con ở đâu? Dạ con tên là Hòa, năm nay con 13 tuổi. Con ở trong này được 10 năm rồi. Con chỉ biết là hồi nhỏ ba con đưa vô đây rồi dụ con là đi vệ sinh rồi xong cái ba ra lấy xe dọc đi mất tiêu. Con có nhớ mặt ba không? Lúc 3 tuổi ba chở tới đây xong bỏ đi luôn. Biết ở đây rồi đó, chắc tại vì đi làm đó con ráng kiếm tiền thiệt nhiều tiền, giờ chắc chưa đủ tiền đâu, không dám gặp con nữa. Mình có các bạn ở đây cũng là gia đình của mình. Nhiều người cũng giống vậy lắm con à. Nhiều khi ba đang khó khăn, ba phải đi kiếm tiền, rồi từ từ ba đón mình. Thế nghe nè Hòa, sau này con lớn lên con đi làm á, con kiếm tiền á, có lúc con sẽ hiểu được là ba con tại sao phải làm như vậy. Nhiều khi gửi tiền cho đây để gửi nuôi con đó mà âm thầm không cho biết á. Đem con heo có thể là con phải lo được tốt cho con á. Ừ, đem con đi là đưa con đi khắp nơi tùm lum la, học hành không tốt á. Hả, nghĩ cho con nhiều để con ở đây có được người nuôi, ăn cơm, ăn uống, tắm rửa, có nghỉ chỗ nghỉ ngơi đúng. Chứ còn đi lang bạc kỳ hồ là con còn hư nữa, con được đi học, hiểu không? Ủa năm hả? Lúc đó con bao nhiêu tuổi? Dạ lúc con vô đây con được 10 tuổi. Dạ em tên là Trang. Em sinh năm 2009. Do ba mẹ em ly dị rồi mẹ dẫn về bà ngoại ở được vài năm. Rồi em với bà ngoại hai bà cháu vô đây. Từ khi gửi cho bà ngoại em tới giờ là ba mẹ em không còn vô thăm em nữa. Tại vì ba mẹ em phải đi làm. Chắc chưa đủ tiền đó. Thì đủ tiền chưa gì đó. Ba mẹ muốn chắc là muốn mua một cái nhà, sau đó đầy đủ hết mọi thứ rồi mới rước con lên. Ba mẹ ngày đó sẽ rước con chắc chắn, tại bỏ con ở đây là biết chắc chắn con ở đây rồi. Ba mẹ là muốn cho con có chỗ ăn chỗ học đàng hoàng. Dạ mong muốn lớn nhất của em là cố gắng học và thành tài. Em sẽ vui hơn khi được ở với ba mẹ. Thương con lắm, âm thầm chẳng không nói. Khẽ ôm chồng khi con đã ngủ say.
những cay đắng cuộc đời cha nhận lấy, những lúc buồn chán nào để con hay. Chào bà. Dạ. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Dạ 75. Con cháu bà đâu? Dạ không có con. Cha mẹ chết hết rồi, sống có hai chị em mà. Ở nhà hồi đó thì ở với mẹ với cha. Rồi cha mẹ chết hết đi. Cái sống với hai chị em gái. Cái em gái nó có gia đình. Tôi còn không ruộng đất nữa, không này kia, đi mà mướn thuê ăn không à. Rồi nó thôi để tao đi mần cho người ta. Cũng được cái 10 năm. Cái bệnh. Bệnh hai mắt từ từ bệnh riết rồi không thấy đường. Bác sĩ nói mổ không được, mổ cũng mù. Mà không mổ cũng mù. Bà bị này lâu chưa bà? Dạ mười mấy năm rồi. Thì nói chung nguyên khu này thì các cụ không có tự chủ được. Thành thử ra là tất cả mọi cái là giống như là giặt giũ, ăn uống thì là phải do hai chị chăm sóc ở dưới đây là phụ trách hết. Ở đây mấy cô chu đáo dữ lắm. Mặc dù mắt cụ không thấy nhưng mà cụ cũng hỗ trợ để mà rửa chén được. Ồ vậy đó hả? Ghê vậy? Ghê dạ. Làm dặn một số công việc nào mà cụ cảm thấy cụ làm được. Dạ. Cái nào mình làm được thì làm. Cuộc đời mình nó đã như vậy rồi. Đó, nhưng vô trong này sống nhờ vô trong này cụ mới được. Chứ phải ở ngoài không chừng chết. Thôi tụi con thăm bà Tư tới đây ha. Con đi thăm những nơi khác nữa nha. Dạ. Chúc bà Tư nhiều sức khỏe, chúc cụ nhiều sức khỏe nha. Và ngày hôm nay, ngoài cái việc sự viếng thăm và nấu ăn cho các cụ thì Nguyễn Xuân Phương, giám đốc của công ty VivaLife cùng với bác sĩ Tới và những người bạn của Hưng, đặc biệt là Mr. Mỹ tại Đất Xanh Cần Thơ cùng với một cái chị nữa đi cùng đoàn của Hưng là chị Trần Mỹ Liên có một phần quà gửi đến với trung tâm. Xin chị Tiểu Bình nhận dùng cho tụi Hưng cái này đó để mà hỗ trợ trung tâm. Thay mặt trung tâm thì em cũng xin gửi lời cảm ơn tới anh Hưng, tới anh Hà, chị Nguyễn Xuân Phương, bác sĩ Tới, Hoa hậu Mai Phương cũng như Hoa hậu Thanh Thủy cùng các thành viên trong đoàn. Thì đây cũng là nguồn động lực giúp cho ban giám đốc cũng như tất cả các cán bộ công viên sẽ cố gắng vượt qua tất cả khó khăn thử thách để chăm sóc ngày càng tốt hơn đối tượng tại trung tâm này. Cảm ơn. Chúc các chị cùng các thành viên trong đoàn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong công việc. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cũng như mọi khi thưởng thức tiếng hát của Đàm Diễn Hưng. Xuân đã
trao đến bên người. Xin người hãy cùng em vui xuân, mang hạnh phúc cho đời. Nhớ nhé em yêu, mang say đắm cho đời. Khi về đừng quên nghe em. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng. Chiều xuống gió xuân nồng cháy, người cho mỗi em ngỡ ngàng, người đến cho tình anh chợt mới, muôn hoa thuần thơ. Sư chim kêu hót mừng chào đón anh em mình. Đi xuống đây nè. Đi xuống đây nè bé. Bé cái gì đó. Trời ơi. Ngoại mà lỗi anh ngoại luôn nè. Tóc hạch quá thiệt. Nói á là cho bỏ hết nhau. Người khôn hưởng lợi đấy. Giờ nè, chuyên nghiệp chưa? Bột nem vô. Miếng bột ngọt. Bột ngọt hết rồi. Giờ đi mấy chị ơi.
30.000 một tô, 30.000 một tô. Chị không có mắm cho bạn muốn cá luôn chị ơi. Đây mình nè. Muốn mắm cho bạn cá luôn. Quẹo cá dừng xe lại. Dừng xe. Mày lại. Anh ơi dừng xe. Gì vậy? Xe anh ơi dừng xe lại.